Xin mời một bạn nữ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin lặng trước nhan Thánh Chúa và khiêm tốn xin người giáng phúc cho chúng ta, để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với những ai khiêm tốn và tha thứ cho kẻ biết ăn năn. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và đồng tay gian phúc cho hết thầy chúng con xác nhận lấy cho này, để chúng con kiên trì giữ 40 ngày chay thanh và nhờ đó nên tinh tuyền xứng đáng cử hành bầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô con một Chúa, người là đấng hằng sống và hiền chi muôn đời. Thank you.